một trong những kiểu quạt nhanh nhịp 4-4 luyện cổ tay nào. Lên đập xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên xuống, lên đập xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên. Bây giờ mình sẽ quạt chậm trước ha. Xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên. Rồi mình tăng tốc lên nè. Xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên. Thì các bạn có thể đánh nhanh hơn nữa tùy vào cái tốc độ mà mình hát vừa ở mỗi bài ha. À, bây giờ mình sẽ thử chuyển hợp âm. Mỗi hợp âm các bạn sẽ đánh một vòng công thức này. Xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, lên xuống, lên. Từ cái công thức này các bạn cũng có thể thay đổi một xíu, ví dụ như các bạn có thể cắt bớt một cái lên hoặc một cái xuống, ví dụ như là xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên xuống, lên đập, xuống, lên. Ok, bây giờ mình sẽ ứng dụng thử một bài hát cũng cái vòng hợp âm này ha. Đó là bài Cơn Mưa Ngang Qua của Sơn Tùng MTP nhé. Ok, ví dụ thêm một bài, đó là bài Nắng Ấm Xa Dần, cũng là bài của Sơn Tùng MTP luôn nè.